Cùng chiến dịch dạy nghề thì hỗ trợ chống dây cho bộ đội xuất ngũ là chính sách mà Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực thực hiện nhằm làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Quyền Châu Đức là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chính sách này. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định. Từ đầu năm 2019 đến nay, Quyền Châu Đức đã giải quyết cho 36 trường hợp quân nhân xuất ngũ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mỗi trường hợp được vay từ 30 đến 50 triệu đồng với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới. Nguồn vốn này đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống các gia đình quân nhân xuất ngũ. Mỗi năm Quyền Châu Đức có trên 200 thanh niên nhập ngũ, tương ứng với con số ra quân. Các quân nhân xuất ngũ đều rất trẻ nên bên cạnh việc tư vấn học nghề thì quyền đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ được vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm và đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần giúp các quân nhân sớm ổn định cuộc sống và cũng là tạo niềm tin để các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ.